Long mình chào quý cô chú anh chị yêu quý cảnh cây bonsai trên toàn quốc. Nay thứ hai ngày 21 tháng 6 quý vị, Long chia sẻ một số tác phẩm tại vườn bonsai Hữu Tâm ở Bến Tre để gửi tới quý anh chị mời giao lưu trong clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay Long thấy cái chủng loại cây của em Tâm đưa lên thì nó cũng khá đa dạng quý vị. Mong quý anh chị mình dành ra một chút thời gian để mình theo dõi lựa chọn cho mình những tác phẩm cây bonsai tại nhà vườn bonsai Hữu Tâm quý vị nhé, giao lưu tại nhà vườn. Rồi xin chào em Tâm ha. Dạ, chào anh và chào tất cả các anh em mình luôn ạ. Thì hôm nay em cũng lên một số cái tác phẩm là hàng lung lung tầm một người bê cho anh chị em mình dễ chơi. Thì trên màn hình một cây mai hỷ trung nu rất là già. Cây đầu tiên, cây số 1 ha. Dạ, thì cây cũng lùng lơ cốt cành cũng nuôi to. Đây đặc biệt Long nhìn thấy cái mặt thèo của nó cuốn rất là khá rồi, gần như là cuốn khoảng tầm hơn 90% hết rồi quý vị. Dạ, mặt thèo cuốn rất là mạnh nè. Cây lá trung ha. Dạ, lá trung. Cái này là cây cây lớn quý vị nhá, hình lớn. Đây, một người bê. Quay kỹ cho quý anh chị mình xem. Đây mặt đế này. Mặt đế các bạn là tương đối. Cây rất là già và nói chung là cốt cành thì to, xẻo cành thì liền muốn hết rồi. Cốt cành khá khá ha. Dạ. Như này thì chắc là ở nhờ đó cái xẻo cái này luôn Tâm này. Dạ, đo cốt này luôn ha. Đo cốt đó luôn. Dạ. Trực lắc ha. Dạ. Chi phong cũng khá. Đây, mặt thèo trước này quý vị này. Còn xíu xíu à. Dạ, mà xẻo to cho anh cũng còn tí xíu à. Mặt thèo to trên cũng gần hết rồi. Dạ. Cái này gần như là liền lạc luôn quý vị ạ. Dạ. Đây, mặt thèo này cũng vậy. Nói chung là cái cây này chắc thời gian nữa thôi, mình chơi mình vỗ thêm cái dàn xương cho nó dài xíu nữa thì cái thèo nó cũng vừa cuốn tới luôn. Rồi, để em đo cái thông số báo với anh em mình luôn. Trực lắc ha. Dạ. Đường thân liên lạc. Cái này cũng chơi được rồi quý vị, vừa chơi vừa nuôi thêm. Đây cái eo của nó ngang đây là 38. 38 thôi. Dạ. Cao từ mặt chậu lên là 25. Cao 25. Và ngang tàn của nó như thế này là 55. Ngang tàn là 55 ha. Dạ. Thì cái này em giao lưu với anh chị em mình là giá 20 triệu. 20 triệu tác phẩm đầu tiên ha. Dạ. Thì quyển chị mình em đo cái số 1 em. À, để em đo cái chi số 1 đi. Quyển chị mình nhìn sơ quá thì cũng biết được cái tác phẩm cái là chung này thì cũng đã khá gây được gì ha. Chi số 1 là 14. 14 thôi. Dạ. Chi 1 không là 14 thôi nữa. Dạ. Rồi ok. À, bây giờ chúng ta sẽ đến tác phẩm số 2 quý vị ha. Dạ. À, mã số 2 gửi tới quý anh chị mình là một cây nguyệt quế. Dạ, nguyệt quế lá sắn nuôi chùm. Cây này cũng nuôi cốt cành rất là to rồi. Cây nuôi cốt ha. Dạ, hàng đây, lực luôn. Các bạn nó nhìn sơ quá cái mặt đế nó đẹp tuyệt vời quý vị. Dạ. Chạy đều đẹp tuyệt vời cái này. Sạch sẽ từ trên dưới không có trái tuột gì hết. Điều đặc biệt thứ hai thì cái nguyệt quế này Long nhìn thấy cái mặt thèo rất là ít quý vị nhé. Nuôi gần như là nó liền hết cái mặt thèo luôn á. Đúng rồi, mặt sẹo nó còn nhưng mà nhỏ nhỏ thôi chứ không có sẹo to. Đây, quay kỹ cho quý anh chị mình xem này. Dạ. Mặt đế cái này hầm hố, chảy đều và chảy đế. Đây, để chảy luôn quý vị. Đế chảy hết mặt trồng luôn. Cột cân này. Đây, cây nguyệt quế này nó có những cái nú nú quý vị. Dạ. Nú nú rất là nhiều nhá. Cột cành to, đây những cái mặt thèo này. Một mặt này. Hai mặt thèo này. Còn cái đường thân trên này thì không có mặt cắt đâu. Ba mặt thèo này. Cái như cái này chỉ có ba cái vết thèo đó thôi. Dạ, mặt thèo nhỏ không? Cổ ngon nó to hơn còn trên cái luôn. Thèo này lên liền hết rồi quý vị. Dạng lùn lực. Dạ. Dạng bay bay quý vị. Cây lùn lực rất là đẹp luôn. Hàng này anh em mình để ý chơi là ok. Cây anh em rực hoa nữa thì dạ. Thơm ngào ngạt luôn. Đây, hoành của nó là 27. 27 thôi anh. Dạ. Cao từ mặt chậu lên là 22. Cao 22 thôi hả? Dạ. Và ngang tàn như thế này là 65. 65. Dạ. Thì cây này giao lưu với anh chị em mình là 12 triệu. 12 triệu tác phẩm cây nguyệt quế này ha. Rồi, ok. Dạ. Rồi, vậy em lên tiếp cái mã số 3 luôn ạ.
Mã số 3 là một cây linh sam. Linh sam sông Hình Duyên. Cái này sông Hình Duyên. Hoa tím. Đế cũng khá nha anh chị em. Đây, hoa đây. Cây quá đẹp luôn. Cái này vài bữa nữa mới hoa mới rực ra nhiều. Dạ. Cây rất là già nha anh chị em, cốt cành có ha. Hàng có luôn cốt cành đó nè. Mạch đế. Đế cũng là khá khá đây, cốt cành thì có rồi. Đây, cột cành ở phía trên nè quý vị. Cột cành bự bự không? Đây rất là già luôn. Rất ngon, nói chung là hoàn thiện rồi. Cái này thì hoàn thiện rồi, chỉ chờ là hoa chơi thôi. Rồi để em đo cái hộp số cho anh chị em mình luôn đây. Đây, hoành ngang đây là 21. Hoành là 21. Chiều cao của nó là 22. Đó, 22. Và ngang tàn của nó là 50. Là 50. Dạ, thì cây này giao lưu với anh chị em là giá 3,5 triệu. 3,5 triệu. Dạ. Tác phẩm cây linh sam số 3 quý vị ha. Dạ. Rồi, em xin xuống và lên tiếp cây số 4 luôn ạ. Mã số 4. Dạ, số 4 là một cây mai chí hỷ trung nu nha anh chị em. Hàng lùng lực để bàn. Mini. Dạ, đế nở luôn. Nở gốc rất là đẹp. Đây, để em xoay cho anh chị em mình tham khảo luôn. Nhàn gốc nở. Cục đế. Cột cân ở phía trên. Cốt cũng nuôi cũng khá khá lâu rồi. Đây này thì cái đợt bóng tới này thì nó cho ra hoa thì có thể là mình chơi hoa luôn. Dạ. Yeah. Mặt cắt ở phía trên thì vẫn còn theo ha. Dạ yeah, còn nhưng mà nó ôm sâu rồi. Ừ. Rồi ok, bây giờ hình đo thông số đi. Dạ. Yeah. Đây hoành ngang đây là 18. Hoành 18. Dạ. Cao từ mặt chậu lên 16. Cao 16. Ngang tàn 32. Bây giờ cái này giao lưu với anh chị em mình giá 1,2 triệu. 1,2 triệu ha. Dạ. Hàng giá dễ chơi cho anh chị em mà. Mà chữ thủy là trung. Dạ. Trung nút. Rồi em cũng xin xuống lên tiếp mã kế tiếp luôn ạ. À, mã số 5 thưa quý vị. Dạ. Số 5 là một cây mai thủy da đen lá lớn. Cây to sát nha, cái này 2 người B nha anh chị em mình. Thấy vậy chứ nó nặng lắm á, 2 người B. Cây lớn. Dạ. Hoành này cũng khá khá. Có bị có cái đường thân nó bị chảy tuột chỗ nào không? Dạ không anh, đường thân sạch. Cốt to. Đa số là kẽm thì chỉ còn những cái dâm nhỏ nhỏ thôi nha anh chị em. Ví dụ như phần tay này là hết luôn nè, tay này và tay này. Và cả cái cành gơi này luôn cũng hết kẽm luôn. Chỉ còn có đệm cái số chỉ dâm ở trên ngọn thôi. Đây, cái này là mặt đế đó quý vị. Đế khá. Cây thì rất là già. Cốt cành rất là to. Đường thẳng đi lên hả? Dạ. Đây, cái dàn xương giữa cái tảng này nó cũng nuôi cũng rung rinh. Đặc biệt hoàng này rất là to. Ừ. Dẫn này rất là to. Trên này thì cây này thì còn một mặt cắt duy nhất, nói chung là cơ bản cũng gần liên lạc, kéo được khoảng 80% nữa quý vị nè. Đây quay kỹ cho quý anh chị mình xem mà chi tiết hơn về cái bộ cột cành. Mặt cắt này nó liền hết tích 100% luôn, không còn một chút thẹo nào hết. Nu hả? Nó có dạ. Nhiều cái nu ở trên đường thân của cây. Đúng rồi, cây già nó lên nu. Rồi, tiếp theo là cái thông số đo cho anh chị. Hoành của nó là 41. Hoành thân ở đó là 41. Dạ. Chiều cao từ mặt chậu lên là 50. Cao 50. Và ngang tàn của nó là 75. Ngang tàn là 75. Dạ, thì cái này xin giao lưu với anh chị em mình là giá 15 triệu.
15 triệu ha. Dạ. Tác phẩm Mai Chiếu Thủy Núi Dơ Đen là lớn. Dạ. Mã số 5 quý vị ha. Dạ. Tiếp tục em lên với mã số 6 cho anh chị em mình luôn nha. Mã số 6 quý vị nè. Dạ, số 6 là một cây đơn đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Cây đan hoa. Đang 5 thân. Cây. Dạ, 5 thân hả? Dạ, một bể liền. Bể liền 5 thân quý vị, một liền phút khối. Liền nguyên khối. Cây cũng khá lớn nữa quý vị nhé. Dạ. Cái hoành ở đúng gốc nó khá lớn á. Hoành bể này to. Đây, à nó là một gốc mà nó 5 thân. Dạ. Một phút. Dạ, cái này thì được cả rất là già cây. Rất là già. Một trang. Cái này thì đang rợp hoa. Thì nó đã luôn quý vị. Cái này nó cũng xiên hoa lắm nha anh chị ạ. Trắng đỏ lá nhỏ. Dạ. Tiến hành cái thông số cho anh chị em mình đây. Đo cái tổng cái hoành đế này cái ha là 34. 34. Dạ, rồi để em đo riêng một cái thân này cho anh chị em mình luôn. Đây, riêng một cái thân này là 12 cm. 12 cm. Dạ. Rồi cái chiều cao từ mặt chậu lên của nó là 42. Cao 42. Dạ. Rồi tiếp tục ngang tàn là 70. Tàn là 70 ha. Dạ. Thì cái này em giao lưu với anh chị em mình là giá 3 triệu. 3 triệu tác phẩm cái bông trang số 6 dạ. Quý vị ha. Dạ. Dạ, em cũng lên tiếp cây số 7 cho anh chị em mình luôn. Rồi, ok. À, mã số 7 ha. Dạ. Số 7 mãi hỷ lá lớn nha anh chị em. Cây này nói chung thì mặt sẹo nó cuốn rất là mạnh với cái cốt cũng khá to. Này, nó trông như một con thú luôn quý vị ạ. Dạ. Cốt này là nó to hơn tay cái nhiều, cốt bên đây là to hơn chân trái. Đó, và sẹo tích thì nó cuốn rất là mạnh rồi. Đây, mấy mặt này nói chung là cuốn hẳn trăm trăm rồi. Đây, cái này để quay kỹ lại cho quý anh chị mình dạ. Xem, đánh giá kỹ cho nó kỹ quý vị. Bể đế đầu đường thân nào nằm rất là quái. Nó như một con thú luôn đó quý vị. Dạ. Ở đây giống như một cái chí luôn hả, cái chén. Mặt theo trước này thì nó cuốn cũng khá khá rồi. Dạ. Còn ở trên thì cuốn liền trăm trăm. Ở trên là hết rồi hả? Dạ. Cuốn liền rồi nè. Cột kênh. Cây rất là to. Cây cũng khá. Cột cây cũng khá khá. Nói chung là cái dạng nó cũng là lạ ha. Dạ. Cái này thì tầm khoảng 20 ngày nữa sẽ có hoa. Đang búp đọt non vậy là heo hoa rồi. Hàng này xiên hoa cực kỳ. Rồi, một người bên nhà. Dạ đúng rồi. Đo cái thông số nha anh chị em mình luôn. Đây cái hoành ngang đây là 26 nha anh chị em. Hoành 26. Dạ. Cái chiều cao của nó là 36. Cao 36. Và ngang tàn của nó như thế này là 56. Ngang tàn 56 ha. Dạ. Thì cái này giao lưu với anh chị em mình là giá 6 triệu rưỡi. 6 triệu 500 k cho tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Dạ. Giá đen là lớn đấy quý vị ha. Mã số 7. Dạ. Quá đẹp luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến mã số 8 thưa quý vị. Dạ. Mã số 8. Dạ, và số 8 là một cây mai thủy nu gò công nha anh chị em. Nu gò công. Dạ. Nhìn cái này chỉ cần nó rục rịch. Dạ, nó múp hết mít. Kém luôn. Thành phẩm rồi. Hết kém. Nhìn nó múp mít luôn quý vị. Dạ. Sẹo thì liền được 95%. Cũng còn một chút mặt theo nữa ha. Dạ, theo còn tí xíu à, 95%. Các bạn nhìn tổng thể ở ngoài vào thì cũng thấy được cái cây nó phong tang đâu, nó cũng đều đặn và nó duyên cây đâu. Đặc biệt thì cây này nu gò công thì nó cũng giá trị và cái nu của nó nhìn nó đẹp ha. Hết kẽm cốt cành ở dưới quay lên cái rồi. Mặt là đẹp luôn. Đề này. Mặt đề ok. Đường thân đi lên. Đường thân cũng liên lạc. Yeah. Đây, đặc biệt thì cột cành ở trên phần cổ ngọn, giáp ngọn, đuôi rất là rục rịch. Rồi quay dàn xương ở phía dưới coi. Đây. Dàn xương giám đây quý vị này. Rất là dày, hết kẽm luôn rồi. Cái này về anh em mình chỉ cắt tỉa rồi chơi hoa thôi chứ không cần phải làm thêm gì hết. Tay cành đã ổn định hết rồi. Tiếp đến cái phần rất ngọt luôn rồi quý vị ạ.
nó chỉ còn một bạch thèo duy nhất ở đây nữa, nhưng mà nó cũng cuộn gần hết rồi. Dạ, còn xíu, xíu à. Dạ, xoay qua cái rồi em đo cái thông số cho anh chị em mình luôn. Hoành của nó là 37. Hoành thân là 37. Dạ. Chiều cao của nó là 35. Cao 35. Và ngang tàn của nó là 60. Ngang tàn là 60 ha. Dạ. Thì trên này giao lưu với anh chị em mình giá 22 triệu. 22 triệu tác phẩm Mai Dưới Thủy Nua Công Là Lợn nữa quý vị nhé. Dạ. Mà số 8 ha. Dạ, để rồi, lên tiếp cây số 9 luôn ạ. Ok. Rồi mã số 9. Dạ, mã số 9 là một cây nguyệt quế lá sắn bên trong. Cây này lên chậu cũng rất là lâu rồi. Cốt cành cũng to hết rồi. Cái này dàn hai thân quý vị, dạ. Một thân bay, một thân trực. Cây rất là già, đang chuẩn bị cho hoa nữa. Cốt cành đệ cũng tầm khoảng cây út hết rồi. Mặt đệ này. Dạ. Đế thì cũng khá đều. Khá ha. Liên lạc bị cháy tuột chỗ nào không ta? Dạ không anh, từ trên dưới luôn sạch sẽ. Này nó có cái cành bay bay này, nó duyên cây quý vị. Dạ. Cành bay thân trực. Trực cành bay. Cây này một người bê vừa. Đó, anh em cũng dễ chơi. Cột cành này cũng ngon, các bạn hoàn thiện quý vị. Dạ. Này, hoành của nó là 37. Hoành thân là 37. Chiều cao của nó là 50. Cao 50. Và ngang tàn của nó như thế này là 80 ha. À, 80. Thì cái này xin giao lưu với anh chị em mình là giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu 500k ha. Dạ. Dạ, cũng rất là dễ chơi. Dạ. Rồi vậy tiếp tục em xin xuống cái số 9 và lên cái mã số 10 luôn ạ. Rồi, ok. Mã số 10 ha. Dạ, mã số 10 là một cây tùng kim cương ghim nha anh chị em. Đó, tùng kim cương thì rất hiếm lắm mới có được cây ghim nha anh chị em mình. Đúng rồi, tùng kim cương thì là cây nhập ngoại, cây ghép thì nhiều nhưng mà dạ, Việt Nam mình cây rính thì bây giờ nó rất là ít quý vị ạ. Đó, thì cây này rất là đẹp luôn, co quái luôn, cây quái. Thân thì sạch sẽ, không có cháy luôn. Phơm tàn thì dày kín à. Nếu như tùng kim cương mà nếu như mà cây rính mà cây lợn thì gần như hiếm lắm. Dạ, mình ở đây chưa có mấy cây lớn. Có. Dạ. Có nhưng mà là cây nhập. Dạ, nhập ngoài rồi. Thôi chứ không phải là cây nuôi trong tại Việt Nam. Cây thuần tại Việt Nam là không có cây lớn, chưa có cây lớn. Cơ bản cái này thì phóm tăng cả thứ thì nó cũng hoàn thiện rồi ha. Dạ. Mini thôi, nhỏ thôi. Đường thân rất là quái luôn. Co. Đây đường thân. Cái này đường thân nó cũng khiêm tốn quý vị ha. Tầm to hơn chân cái. Nhưng mà nó không có cái mặt thèo nhá. Cái này dạ, thì là cái nuôi cái con lên luôn á. Gọi cần lạ đây hả? Kim cương rinh. Kim cương ghép cũng đã hiếm rồi chứ đừng là dạ, kim cương rinh. Tại vì dòng kim cương thì nó cũng mới. Mới đây à? Ừ, nó mới nhập về Việt Nam gần đây thôi. Thành ra là khi số lượng nó còn hạn chế lắm. Đây, hoành của nó ngay đây là 9cm rồi nha nè. 9cm hả? Dạ. Rồi chứ chiều cao của nó là 60. Cao 60. Dạ, và ngang hết cái tàn của nó như thế này là 90. Ngang tàn là 90 hả? Dạ, thì cái này xin giao lưu với anh chị em mình đó là giá 10 triệu. 10 triệu một tác phẩm cái tùng kim cương này quý vị hả? Dạ. Cây thân rất là quái. Ừ. Rồi, em cũng xin xuống cái số 10 và lên tiếp cái số 11 nha anh chị em. Ok. Mà số 11. Dạ, số 11 là một cây mai chiến thủy trung nu. Cây hàng lùng để bàn, phơm cũng kín rồi. Mini quý vị ạ. Dạ, hàng mini. Phơm dày. Hoành này chắc được 20 đó nha. Dạ chắc không tới. Tới 17, 18 gì quá. Hơn. Là đo biết. À đo cũ dưới ha. Cũ dưới hơn 20 ạ. Hơn 20. Dạ, mặt sẹo đây nó cuốn nhiều rồi nè. Cũng cuốn khá rồi. Cột cành thì nó trên cũng kín kín rồi.
chắc bằng ngón chính, bằng ngón tay cái. Dạ. Đừng tay cái. Này mình về mình để bàn chơi là ok à, nó gọn. Nhỏ gọn, mini nhỏ gọn. Dạ. Rồi, xoay qua cái em đo cho chị em mình xem luôn. Đây hoành ngang đây là 23. 23. Cao của nó là 18 à. Cao 18. Và ngang vàng là 32. Ngang 32 ha. Dạ thì cái này em giao lưu với anh chị em mình là giá 1.800.000. 1.800.000. Dạ. Cái máy giao tiền mini này quý vị ha. Dạ. Rồi em cũng xuống và lên tiếp cây số 12 ha. Mã số 12. Dạ, 12 là một cây linh sam trong minh ghim nha anh chị em. Cây nuôi cốt cành ruột gịch luôn nha. Cốt cành rất là quái nè. Hàng bao lùng lực. Đó, cây quá trời đẹp luôn. Hoành cũng to nha anh chị em. Hoành này cũng cỡ hăm mấy ạ. Cỡ 27, 28 ạ. Ừ. Cái này mặt đế được cái nó trải hay. Dạ, đúng trải xòe ra cái chữ A luôn quý vị. Phải xòe đều đó. Dạ. Cốt to hơn tay trái, cốt quá trời to. Cốt cành cái này thì to, với cái dàn núi cột đó quý vị. Dạ, nói chung là những cây này là phải chăm rất là kỹ nên là nó mới được những cái phần này nha anh chị em. Trên này cái cổ ngọn nó to hơn ngọn trên cài luôn. Dạ, mình phải canh, phải theo nó suốt à. Bỏ là nó phá thế liền à. Dạ đúng rồi, bỏ quên nó chừng nửa tháng là bắt đầu nó đi bị lệch hướng à. Ừ. Này phải theo suốt. Cái lợn thì nó về những cái mấy cái mini này nuôi cũng dạ. Cực lắm quý vị. Đây cái hoành em đo ngang đây là 30 nha anh chị em. Hoành là 30 hả? Dạ, ngang đây là 30. Khá lớn quý vị hả? Cao của nó là 18 à. Cao 18. Và ngang tàn của nó là 40. Tàn này là 40. Dạ, thì cái này giao lưu với anh chị em là giá 6 triệu. 6 triệu tác phẩm cây linh sam số 12 này quý vị ha. Lùng lực. Rồi, tiếp tục em lên cây số 13 luôn ạ. Ok. Mã số 13 quý vị này. Dạ, là tiếp theo là một cây nguyệt quế nữa anh chị em mình đây. Đây. Nguyệt quế là sẵn một chùm. Đúng là sẵn một chùm. Hai thân nữa nha anh chị em. Một gốc liền nhưng mà hai thân. Lên hai thân. Sóng thù ha. Dạ. Một đời một chồng quý vị ạ. Cốt thì cũng khá to. Mặt đế cái này thì mặt đế nó cũng tương đối chứ phải là xuất sắc lắm ha. Dạ. Cây nhờ cái sạch sẽ. Ừ. Cột cần ở phía trên thì như đấy thì nó to hơn ngọn chân cải xíu. Cổ ngọn này kia vậy bằng ngọn chân cải. Sạch sẽ không bị chảy tuột ha. Phong tang thì mình đã mình rồi. Dạ. Rồi, để em đo cái thông số và báo với anh em mình. Đây, hoành ngay vị trí này là 37. Hoành là 37. Dạ. Cao từ mặt chậu lên của nó là 50. Cao 50. Và ngang tàn của nó như thế này là 60. Tàn 60. Dạ, thì cái này giao lưu với anh chị em mình là giá chỉ có 5 triệu thôi. 5 triệu ha. Dạ. 5 triệu tác phẩm cây nguyệt quế. Dạ. Số 13 này quý vị nhé. Dạ, thì em lên tiếp cây số 14 luôn ạ. Mà số 14. Dạ, 14 là cây sam núi nha chị em mà này sam bông nha. Sam bông hả? Dạ, sam bông. Cây lớn quý vị nhé. Dạ. Cây này mà sam trải thì nhiều tiền lắm nhỉ? Dạ đúng rồi. Cái này bữa nó lên bông đặt cây luôn. Ừ. Bông cây rất là già luôn, cây này khai thác dòng khai thác hả? Dạ. Dòng miền Tây nuôi trồng thì nó hiếm có sâm bông lắm quý vị. Dạ, ra thì nếu nuôi trồng thì người ta chọn sâm trại ra, ta chọn đã chọn giống từ nhỏ rồi. Ừ. Nên là không có ra sâm bông, người ta không không nuôi trồng sâm bông. Dạ. Sâm bông thì cơ bản là đa số là dòng cây khai thác. Người ta bình thường thì cây gì có bông mới có tái, mà sao cây này nó có bông mà nó không có tái ha. Có tái nữa thì đỡ quá. Dùng thì cốt cành nó cũng rất là ok nha anh chị. Cốt cành to quý vị ạ. Dạ.
xương nhìn đồ thì quá đẹp à. Thì về chỉ tỉa với cắt tỉa chơi ha. Rồi em cho tiếp thông số cho anh chị em luôn. Đây, hoành ngay vị trí này là 16. 16 anh. Dạ. Chiều cao của nó là 45. Cao 45. Ngang tàn của nó như thế này là 65. Rồi từ đỉnh xuống hết cái tàn đổ nó là 60. Thì cái này giao lưu với anh chị em mình là giá 5 triệu. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu một tác phẩm cái sấm bóng này quý vị nhé. Rồi em xin xuống và lên tiếp cái mã số 15 luôn anh chị em ơi. Rồi một tác phẩm cuối cùng ở clip lần này là một cây nguyệt quế. Dạ, cây lá sắn màu chùm nó đang chuẩn bị lên hoa đây. Nguyệt quế mini quý vị. Dạ, cái này hàng đế bàn. Thì hôm nay em cũng như thường lệ là em lên 15 tác phẩm nha anh chị em. Thì cái này cũng là cây cuối cùng của cái video ngày hôm nay luôn. Nó thì anh em có tham khảo được cây nào thì liên hệ giúp em ha. Nguyệt quế mini quý vị nhé. Việc thì cái này thì nó đang còn phụng ra cái lọt bóng của mình. Dạ, nó đang ra đọt bông. Bông nhiều lắm. Bông nó rất là to, bông chùm. Chùm chùm. Cây mini. Rồi, cây này hoành của nó là 12. Mình thấy được là 12. Dạ. Cao của nó là 25. Cao 25. Và ngang tàn của nó là 40. Tàn là 40. Thì cây nguyệt quế này em xin giao lưu với anh chị em mình giá chỉ 900 thôi. 900k hả? Dạ, 900 ngàn. Đó, anh chị em nào ok được thì chốt luôn. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả các anh em mình đã bỏ tí thời gian ra xem hết cái video ha. Và hẹn gặp lại anh em mình vào cái video kế tiếp luôn ạ. Rồi ok.